Các bạn em đang trải nghiệm chất âm của đô la Pino F75 kết hợp với cục đẩy nền vang, một chiếc nâng tiếng và một quả trầm Martin top 40. Những ai mà chưa đeo tai phone thì các bạn em vừa lòng đeo tai phone và sẽ cảm nhận chất âm nó được trung thực hơn. Trong bộ cao kinh ngày hôm nay là 15.700.000 đồng. 15.700.000 đồng. Có một quả trầm Martin Mark 40, một đô la Pioneer F75, một quả này và một quả bên kia, một chiếc đẩy liền vang và một chiếc nâng tiếng. Buổi sáng ngày hôm nay anh em chúng em rất hân hạnh được đón tiếp các chú anh ở Hưng Yên về với Hoàng Long âm thanh số để lựa chọn cho mình và gia đình những cái bộ karaoke ngon bổ rẻ. Trong câu chuyện karaoke ngày hôm nay thì em đã giới thiệu khá là nhiều trên kênh YouTube, một cái điểm khác biệt là chính sự kết hợp của quả súp bốn 40 ở dưới đây. Đây là quả súp hầm. Súp hầm là một trong những dạng súp mà nó cho những tiếng bát đánh rất là uy lực mạnh mẽ. Bát 40 nên là độ cộng hưởng rất là mạnh nhờ cái tiếp tục lớn và uy lực bát đánh rất chắc gọn. Và mọi chi tiết về những câu hình cao kê giá rẻ bình dân, các bác anh em vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình. Và địa chỉ của chúng em ở 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, ngay đối diện bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Thay mặt cho anh em công ty, tôi cảm ơn các chú, các anh đã đến và ủng hộ cho anh em bộ cao kê ngày hôm nay. 15.700.000. Cảm ơn anh và chú rất nhiều.